Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập cũng như không bỏ lỡ chuyện ngắn hay nào của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nếu gọi nhà văn Bảo Ninh là nhà văn của nỗi buồn chiến tranh hẳn không sai. Cuốn tiểu thuyết viết về cõi không nhà không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạt vĩ đại. Về thế giới thảm sầu vô cảm là tuyệt tự khủng khiếp nhất của dòng giống con người. Tuy vậy, nhà văn Bảo Ninh không chỉ có duy nhất cuốn tiểu thuyết để đời ấy, ông còn là tác giả của nhiều truyện ngắn viết về đề tài hậu chiến, bội phản, không nằm ngoài số đó, nhưng bội phản còn hơn cả một câu chuyện hậu chiến, nó là câu chuyện về những lẽ thường tình Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, mà vẫn khiến người ta xa xót, đắng cay. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hùng Sơn gửi tới các bạn chuyện ngắn, bội phản. Mời các bạn cùng nghe. đàn ông dọc phố không ra miệng bình phẩm. Ít nhất là riêng tôi, chưa từng nghe thấy lời nào như vậy từ họ. Tôi chỉ thấy họ nhìn chị. Những tay sĩ diện cao, thiên về đứng đắn, tất nhiên không nhìn, tránh nhìn. Nhưng chỉ cần kém mực thước đi một tí, thì không làm sao cưỡng mắt được. Không tài gì thấy Thảo lại có thể nhịn nhìn. Thị hiểu như thế thật là không công bằng. Phố này là gia nhân, thiết tưởng trước mắt người ta phải chấm chị Diễm hoa khôi trưởng ngoại ngữ. Kế nữa thì như là chị Bích, bác sĩ, chị Hoa, diễn viên múa, hay là chị Thúy, bán bách hóa. Rồi chị Lan, chị Đào, chị Hậu. Nhiều. Tại sao lại là Thảo? Phòng tôi, ban công trông xuống sân sau. Từ ban công cúi nhìn, mắt chạm ngay cánh cửa liếp gia đình Thảo. Một căn buồng hũ nút không cửa sổ, xưa là cái gara. Nhà họ neo người chỉ hai bố con. Bà mẹ mất đã từ nhiều năm trước. Ông bố lệt bệt đau ốm thường xuyên liệt giường. Được hai người anh thì một tử trận, một đang ở tù. Sinh kế trong nhà cậy cả vào Thảo. Học hành giang giờ chẳng có nghề gì. Thảo đi đêm về hôm đắp đổi đủ nghề. Nghe nói toàn những nghề rất mạt với giặt là những cái lối kiếm tiền không biết nhục. Các bà các chị ở sân sau, những khi quần tụ trong bếp hay rồng rắn trầu trực bên cái máy nước nhỏ giọt, vẫn ưa khơi những tai tiếng của Thảo ra làm đầu câu chuyện. Sống ở trên lầu, dù có buông kín rèm và đóng chặt cửa sổ, chúng tôi cũng không thể tuyệt đối bỏ ngoài tai tất tật những mớ lao sao hát lên từ cuộc trung đụng nghèo khó ở dưới sân. Nhưng cũng là láng máng biết vậy, Chứ những mảnh đời sân sau ấy chẳng bận tới tôi. Vậy mà rồi rốt cuộc, chính là vì Thảo nên vào mùa thu năm đó, năm 17 tuổi, tôi đã lặng lặng bội phản người chị gái của mình. Và rồi sau đấy lại vẫn vì Thảo, tôi phản bội tiếp cả người anh trai. Mùa thu ấy, chị tôi đi lấy chồng. Chị không hề hay, nhưng tôi thì tôi biết. Biết tòng từ trước lễ cưới một vụng lén tây đình của ông anh rể song song với yêu chị tôi anh còn cặp với một người đàn bà khác khuất tất khó tha đó của anh chính là tôi bắt quả tang chính tôi dự vào cuộc vây lùa đêm ấy ở bách thảo và mặc dù chưa phải là đã tóm được rành rành trai trên gái dưới nhưng cũng gần như vậy trai gái thời nay nghe kể về những vụ việc khó tin thời ấy hẳn phải lấy làm buồn cười lắm nhưng vào thời chúng tôi những chuyện như thế chẳng có gì là buồn cười thật ra thì thời nào hà nội của chúng ta cũng là thành phố của tình yêu xưa hay nay chẳng bao giờ là không nhan nhản những đôi lứa đang dập dìu có điều thời hiện đại bây giờ người ta luyến ái nhau một cách vừa thoải mái thoáng rộng lại vừa kín đáo không cần phải là hạng con nhà người ta cũng có thể có phòng riêng không phòng riêng thì ngăn riêng những góc nhỏ xinh xinh ấm cúng để tự tỉnh nhưng trước kia thì khác Trước kia ngay trong nhà mình, người ta cũng chẳng thể đào đâu ra một góc còn con cho riêng mình. Các mối tình vì thế phải hướng ngoại, gần gũi nhau ở bên ngoài bốn bức tường. Bởi vậy mà lại có vẻ nượm nượp, có vẻ lộ liễu hơn hẳn thời hôm nay. Hồi đó, đôi nào hơi chậm chân, thì chỉ mới đầu tối đã chẳng hòng gì kiếm nổi trong công viên một ghế đá còn rỗi. Trong những khóc thật khuất, mỗi băng ghế thậm chí có thể có đến hai cặp đồng sở hữu. Không còn ghế, thiên hạ kê dép ngồi phệt, san sát, ngổn ngang, kín nghịt mọi bãi cỏ. Mùa hè, các công viên nội thành đều quá tải. Người ta đành đưa nhau sang tận mạng tối đen bên kia hồ Tây, bãi Tứ Liên, Đê Nhật Tân. Người ta lần cả vào trong vùng đổ nát quanh nhà máy điện Yên Phụ. Lắm đôi gần như bại chỗ nào cũng xong, miệng tối tối, văng vắng và kín kín một chút. Các chàng các nàng mê mẩn quên giờ giấc, quên lời thầy mẹ dặn dò, quên những bất chắc lúc canh khuya, quên cả chuyện có thể gặp chúng tôi đi tuần. Anh rể tương lai của tôi đã gặp phải chính một rắc rối như thế để mấy. Một đêm không trăng sao? Nửa đêm về sáng lại mất điện, bạch thảo ung tùm cây gối tối mịt mùng tôi cùng mấy anh em trong tổ dân phòng khối phố rẽ vào đó kiểm tra đột xuất giấy tờ của các đôi. Bốn bể tối câm, nhưng tinh mắt, chúng tôi vẫn lập tức phát hiện thấy từ bên hồ có người đang dắt xe băng nhanh qua bãi cỏ. Đứng lại, dân phòng đây! Người kia lao vụt cái xe ra khỏi vệ cỏ, phóc lên yên và cuống cuồng đạp phóng đi. Chúng tôi rầm rộ đuổi theo. Chiếc xe nọ thục mạng phi trên lối nhỏ ven hồ và vun vụt ngoặt gấp vào khúc quanh dưới chân núi nùng, mất hút. Những luồng sáng đèn pin dọi với theo cho thấy kẻ trên xe tháo thân có một mình. Bực tức, chúng tôi sấn tới chỗ ban nãy mà gã đó đã dắt xe chạy ra. Ánh đèn trâu lại, chiếu sáng vạn cỏ bên một gốc xà cử. Vẫn còn một chiếc xe nạp và vẫn còn một người bị rớt lại. Một ả. À. Ả à đứng xoay lưng lại những luồng sáng đèn pin. Có lẽ do quá hoàng, díu chân nên cô nàng không chạy được, tay dắt xe mà không dắt đi nổi. Tuột xích hả? Anh tổ trưởng dân phòng lên tiếng. À nọ làm thinh. Tổ trưởng cáo. Đừng có mà lơ tơ mơ giả câm giả điếc nhá. Anh nạt. Đêm hôm mò vào đây làm gì? Quay đây xem cái mặt nào. Giấy tờ đâu? Cô là ai? Là Thảo. Buông tay khỏi chiếc xe. Thảo xoay người lại, ngẩng đầu lên, làn tóc như sóng xóa xuống. Cái áo cánh nửa hàng cúc khốc cài. Tất cả những luồng sáng như nín thở, như ngây hết ra. Mãi rồi mới loạt choạc chiếu tàn đi. Tưởng ai? Tổ trưởng của chúng tôi nói thở dài. Anh dọi đèn ra đằng sau thảo, so lên chiếc xe đạp vừa đổ ngả vào thân cây. Im lặng một lát, anh nói nhát gừng, giọng rất khàn. Xe cô nó vồ, xe nó, nó khóa trái. Ôm chìa chạy mất dép. Cái thằng đó là thằng nào thế? Sao thằng đều, thằng hèn thế mà cũng theo? Nhưng chỉ hỏi vậy thôi, chẳng hỏi gì thêm, anh quay lưng bỏ đi. Mọi khi trường hợp như thế này, đối tượng phải bị điệu về trụ sở dân phòng để lập biên bản. Vậy mà trận này với Thảo, chẳng hiểu tại làm sao mọi người rất nương tay. Chẳng căn vặn gì chẳng tra xét gì cả anh em trong tổ im ắng rút theo tổ trưởng mỗi mình tôi nán lại kỷ cảnh tôi dùng dao nhíp cậy khóa chiếc xe bánh trước cái khóa dây bánh sau khóa càng cua đều không có chìa thảo im lặng đứng bên soi đèn cho tôi sau thoáng chốc sửng sốt ban đầu tôi đã mau chóng nguội hết kinh ngạc dù sự thể thật quá khó tin Chiếc xe mì pha bị lẳng lại đây là của Hằng, chị gái tôi. Chị Hằng vẫn thường đổi xe cho anh Quân để anh ấy diện. Còn chị, chị ưa cái thống nhất cả tàng của anh. Ban nãy, khi những vệt đèn pin dọi rượt theo tay đàn ông, soi trúng lưng trúng gáy y, tôi đã ngờ ngờ. Quả nhiên, đích thị là anh Quân. Chỉ tuần sau thôi là anh ấy với chị tôi tổ chức tôi ném thi lìa hai cái khóa khốn nạn ra thật xa trên mặt hồ. Vừa khi đèn đã cạn pin, trong bách thảo dòng điện vẫn chưa hồi. Trong bóng tối, tôi chỉ thấy được thảo trắng mờ mờ, gương mặt, cánh tay, bờ vai. Thực tình, tôi không biết là tại làm sao lúc ấy mình lại như thế. Bỗng nhiên hoàn toàn bất ngờ với chính mình, tôi đưa tay lên ngực thảo và sứt run. Những ngón tay tôi lụng vụng lóng ngóng giờ tìm cài lại được một rồi hai cái cúc áo. Thảo đưa tay lên gỡ nhẹ tay tôi. Sự việc đêm ấy, có nguyên cả một tổ dân phòng chúng tôi chứng kiến, tưởng là nhất định sẽ ẩm lên, vậy mà chìm hẳn. Chẳng ai bảo ai, mọi người như thể đồng lòng bao che cho Thảo. Bản thân anh Quân thì lẽ dĩ nhiên là đã rất kín miệng, nhất là anh bình tĩnh sau đêm đó để nghe ngóng. Anh chỉ nhãn ra có đúng một hôm thôi không tới. Chị Hằng tôi và cha mẹ tôi chưa kịp lấy làm lạ. Tôi đã lại thấy anh mở cổng dắt xe đạp vào nhà. Vẫn chiếc xe đạp đông đức xanh nõn chuối ấy của chị tôi. Thái độ của anh rất đỗi đàng hoàng, hoàn toàn là như không vậy. Chẳng phải là anh giả đò. Tính anh như thế. dáng vẻ nhũn nhặn, ăn nói cầu hòa, nhưng anh luôn có đức tin tuyệt đối vào bản thân mình một lòng tự tin kín đáo nhưng chắc nịch chẳng thể ghét anh ấy được chẳng thể khinh được trái lại anh ấy lừa dối chị tôi nhưng bù lại cũng hiển nhiên là anh yêu chị ấy yêu đàng hoàng yêu minh bạch và đã yêu liền một mạch nhiều năm rồi còn chị hằng thì phải nói là đã yêu hơn cả yêu chị có vẻ như là muốn chết đi được vì được yêu Lắm khi bắt gặp cái nhìn của chị hướng tới anh, tôi phát sợ. Một cái nhìn đắm đuối, phan vỉ, chứa chan lòng ngưỡng mộ, sự trung thành. Rừng dưng ơ hờ, thản nhiên vô sự. Cái tật đáng khen ấy ở tôi, hình như ngay từ hồi đấy đã rất trầm trọng. Thế nhưng tình thật mà nói, thì không phải tôi không biết băn khoăn là gì, còn đầy băn khoăn nữa là khác. Đêm hè, bác màn ngủ ngoài ban công. Tôi có thể nghe thấy gần như tất cả những động tĩnh của Thảo. Từ lúc vừa lạch sạch dắt xe đạp về, cho tới tận khi đã ngả lưng. Mọi sinh hoạt của Thảo, sách nước, nấu cơm, giặt rũ, thay chăn chiếu và vệ sinh cho ông bố già đau ốm đều ẩn vào trong đêm. Lê lói giữa canh khuya, cả khu nhà chỉ một mình căn buồng của chị còn thức im lìm vệt sáng đèn vẽ hờ theo khe cửa. Đôi tài đã trở nên quá nhạy của tôi, có thể nghe thấy tiếng cánh cửa liếp của căn buồng gara nhẹ nhàng hé mở. Nghe thấy Thảo bước ra sân. Tôi có thể nghe thấy ở chỗ hốc tường góc cuối sân, sau manh chiếu che buồng tắm, chậm chậm tiếng nước rội, từng gáo nhỏ một, xe xe. Năm ấy sau Tết ta, ông thân của Thảo qua đời người ta bảo rằng ông cụ mất đi thật là đúng lúc. Chỉ nán lại thêm giam bữa nữa là cụ sẽ phải gánh theo xuống mồ trọn vẹn điều nhơ nhục của cô con gái. Nhưng mà cái điều nhơ nhục ấy thực ra là một mối tình. Mối tình của Thảo với Minh, anh trai tôi, đang là nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Tết ấy, anh Minh được gia đình triệu về để lấy vợ. Cố nhiên không phải là để lấy Thảo. Tôi chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao nữa hồi đang ở nhà chưa đi du học, ông anh tôi tính tình còn khệnh khạng hơn cả tôi. có bao giờ mà anh lại để mắt đến thảo? ý trung nhân của anh là chị Diễm, một bóng hồng thướt tha, đoan trang kiều mị vào cỡ nhất của cả khu phố. ông bố của chị cấp ngang thứ trưởng và chính là do ông thứ trưởng ấy bị đột quỵ, anh minh phải cấp tốc về nước tổ chức cưới chạy tang. chẳng khác nào là một dị bản của đám cưới anh Quân chị Hằng hôn lễ trị diễm anh minh cũng đã định ngày cũng thiếp mời đã gửi và cũng thế phút cuối cùng lại là thảo xen vào chỉ có điều ở dị bàn anh đàn ông đã không bỏ chạy không im lìm chùi xóa nhắn nhội dấu vết cuộc gian díu có thể là vì mới từ xứ tự do luyến ái trở về nên anh minh tôi không úp mở gì hết vừa chân ướt chân giáo về nước đã bập liên vào thảo và lập tức yêu cuồng lên sự bội tình của anh rành rành ra trước mắt thiên hạ hầu hết nữ phái nghĩa là già nửa dư luận trong phố sôi lên phẫn nộ cả mẹ tôi nữa và nhất là chị hàng tôi nhưng anh trai tôi con người của học hành đạo lý và khuôn phép đã trở nên đặc biệt cứng đầu ngày một thêm bạt mạng sự việc ầm ĩ lên chỉ tổ giúp anh gạt nhanh mọi do dự Công nhiên dẹp bỏ đám cưới. Anh tàn nhẫn cắt đứt với chị Diễm. Anh gần như là phô trương thái độ bất tuân phụ mẫu và bất cẩn thiên hạ. Còn tháng nữa mới phải quay sang Liên Xô. Anh đã dứt khoát rời khỏi nhà cha mẹ, truyền tới ở nhờ nhà bạn. Giận điên người. Xong thân tôi tống hết ra cửa mọi thứ của nà và quà cáp anh tải từ bên Tây về. Mình liền khuôn tất xuống phòng thảo. Trước lúc bỏ đi, đứng ở cổng, anh sắc sực tuyên bố rằng nếu không vì ngại cho Thảo bị người ta dồn ép, thì anh chẳng xá gì mà không vào sống với Thảo trong phòng. Chờ 49 ngày của ông cụ xong là cưới. Anh tôi hùng hổ dọa thế. Bây giờ, tuy phải ngả theo quan điểm chung của cả nhà, mà thực lòng tôi phục anh tôi sát đất. Tôi thẫn thờ đứng ngoài ban công rất lâu, nhìn vô hạn buồn nản. Anh Quân đã đứng cạnh từ lúc nào tôi chẳng biết. Nó dỗ bố nó hay nó làm lễ lên giường với ông anh cậu thế? Tôi đố cậu phân biệt được đấy. Nhách mép, Quân cười. Một cách cười khẩy, tuy nhiên méo sạch. Anh châm một điếu thuốc và lập tức sặc sụa. Nồng nặc sộc lên mùi rượu. Xưa giờ, rượu và thuốc lá là hai cái thứ ông anh rể của tôi đặc biệt gớm ghét. Nó anh bơ phờ, mặt mày sọm hẳn, tái dại. Tối hôm ấy tôi đi ngủ sớm, mong trốn khỏi những nghĩ trong đầu và tiếng ồn dưới sân. Nhưng mãi mới thiếp đi được, quãng nửa đêm lại bị thính giác lay thức. Có ai đó lèn vào phòng tới sát giường. Tối om, nhưng tôi biết ngay đấy là quân. Anh đứng im bên giường tôi một lát, rồi nhón bước quay trở ra. Tôi đếm được từng bước chân cực kỳ rón rén của anh xuống cầu thang. Tôi nghe anh lẹp nhẹp đi qua sân sau. Ngồi dậy trong màn, không cần phải ra hẳn ngoài ban công, tôi cũng biết là anh dừng bước trước cửa buồng của Thảo. Anh không gõ mà cào cào như mèo vào cánh cửa liếp. Tôi thậm chí nghe được tách một tiếng công tắc đèn bật lên. Cánh cửa nhà Thảo hé mở ra rất nhẹ. Tôi không thể biết phản ứng của Thảo sẽ như thế nào, hét lên, nức lên, gào khóc, nguyên rủa, xua đuổi tôi chỉ hiểu rằng ngay bây giờ đây, ngay tức thì thôi, anh Quân sẽ lộ tẩy chân tướng. Đồng thời tai tiếng cũng sẽ đến với gia đình tôi. Chỉ hàng tôi sẽ khổ, sẽ nhục ngay bây giờ. Nhưng tịnh không có gì xảy ra hết. Chỉ có tiếng cánh cửa khép lại, im ắng hoàn toàn. Không có tiếng chân anh Quân quay lên. Tôi mở cửa lách ra ban công. Đã quá nửa đêm, mưa phùn rét mướt sau cánh cửa đóng chặt, buồng thảo còn để đèn. Nhưng chỉ một lát thì tắt, cửa vẫn đóng chặt, kín bưng. Có lẽ do khí lạnh và hơi ẩm mà tôi trở nên bất động và vô cảm. Tôi không nghĩ gì hết, cứ đứng y người ra thế ngoài ban công. Hồi lâu rét run, tôi đành loạn choạng trở về giường. Giấc mơ quen thuộc lúc gần sáng không còn đến với tôi nữa. Thay vào đấy, là tiếng chân anh quân gión rén lên cầu thang mà tôi nghe thấy vào lúc gần sáng giờ đây ngẫm lại những ngày tháng đó thú thực tôi không hiểu nổi con người mình cùng một lúc cả chị tôi cả anh tôi và cả cha mẹ tôi bị người ta lừa dối vậy mà tôi nín thinh đứng ngoài cuộc khách quan nhìn ngó và lắng nghe những đêm đen vụng trộm của ông anh rể thì cứ lặng lờ tái diễn đêm ấy đêm sau rồi lại đêm sau nữa. Rất êm, rất khéo. Rốt cuộc chỉ một mình tôi sống trong đêm với cái cuộc tình dễ sợ và ảm đạm như của loài ma ấy. Cả khi thức, cả khi ngủ, lẫn khi chập chờn, tâm trí tôi luôn luôn mấp mé, trầu trực ở sát bên cặp tình nhân tham tàn. Hai con người man dại đó, như thể phấp phòng canh chừng cho họ. Nhưng mỗi sáng ra, trở dậy, ngó vào buồng ăn, thấy anh quân chị Hằng thân thương bên nhau, điểm tâm và trò chuyện. Tôi không sao nuốt nổi suốt quả sáng của mình. Và bởi sức người có hạn không kham nổi nữa, tôi xin cha mẹ cho phép chuyển vào nội chú trong ký túc xá sinh viên. Mẹ tôi nhất định không bằng lòng buồn bực trách cứ tình cảm gia đình của anh em tôi quá nhạt. Nhưng cũng nhờ những lời mẹ phàn nàn nên tôi mới biết rằng không chỉ anh Minh và tôi mà cả anh Quân cũng đang muốn bỏ nhà ra đi. Anh rể tôi được điều vào Sài Gòn giữ chân trưởng ban đại diện của cơ quan ở trong ấy. Mặc dù chị tôi còn vài tháng nữa là sinh, mặc dù cha tôi thừa sức can thiệp để anh không phải đi, nhưng anh đã nhất quyết. Anh đã định ngày, ngay đầu tuần sau, đã đặt vé xe lửa. Mẹ tôi vừa bực, vừa thương anh quân gàn tính vì việc chung quên tình riêng, bỏ nơi đầy đủ sung túc xông vào trong đó chuốc lấy kham khổ chấp nhận cuộc sống nhá bo bo đắp đổi qua ngày song thân tôi đã luôn sai lầm với anh quân chị tôi cũng vậy cả tôi nữa không bao giờ có thể lường hết được bụng dạ của anh ấy tôi cứ nghĩ anh buộc lòng phải ra đi như vậy là để chấm dứt một lần cho xong với thảo anh ấy đã không còn cách nào khác tôi nghĩ như thế thế nhưng cách ứng phó của anh với đời thực ra là đa dạng và uyển chuyển hơn tôi tưởng rất nhiều bởi vì rốt cuộc anh quân đã không hề phải trốn chạy đi đâu hết người phải lầm lũi trốn đi là thảo bỗng dưng thảo từ bỏ cửa nhà biến đi biệt đích đột ngột một buổi sáng căn phòng gara của chị đã thuộc sở hữu của nhà hàng xóm kể vách cả đồ đạc nữa có lẽ chỉ những láng giềng sân sau của chị biết được sự tình chúng tôi những người ở nhà trên thì không hề hay. Ngay tôi cũng bị bất ngờ. Tôi không cảm thấy gì hết, không nghe thấy gì bất thường dưới phòng chị đêm chị ra đi. Điều duy nhất tôi lấy làm lạ là không nghe tiếng ông anh rể lần mò xuống đó đêm ấy. Còn ông anh trai của tôi thì có thể nói là như bị trời giáng. Hôm trước anh còn tới chơi, còn ngồi hết buổi tối trong phòng của Thảo. Hôm sau, thậm chí là cả một phong thư, một lời nhắn nhủ, Thảo cũng không để lại cho anh tôi. Toàn bộ cửa nhà đồ đạc, Thảo nhượng lại cho người ta thật mau và thật êm để lấy có vải chỉ. Lại lặng thinh khăn gói lặng không sủi tăm như thế, hẳn là đi vượt biên rồi. Mọi người trong khu nhà đều nói vậy. Anh tôi tê điếng, tái dại, loạn trọng bỏ lên nhà nằm lịp. Anh trai thì suy kiệt tinh thần anh rể sắp lên đường, chị gái bụng mang dạ chửa. Tất nhiên, tôi không thể lập tức bỏ vào ở trong ký túc xá. Đấy là những ngày khó chịu không tả được. Không khí trong nhà khiến tôi khó thở. Tuy rằng mừng trong bụng với việc Thảo đã chịu buông tha cho anh Minh, nhưng mẹ tôi, chị tôi vẫn thấy sự rất tình trắng trợn và trơ trẽn ấy xúc phạm quá xá danh dự gia đình chúng tôi. Tôi thì vẫn như thông lệ, chẳng nói năng gì, không can dự tôi chỉ ngầm quan sát anh quân. Tôi thấy anh quá ư điểm nhiên, một vẻ điểm nhiên mà tôi nghĩ là trên mức cần thiết. Anh tử tốn lên tiếng giàn hòa mọi người, khuyên mẹ tôi và chị Hằng quên cô ta đi. Xin cha tôi bớt giận, thông cảm cho nỗi đau của anh Minh, vân vân và vân vân. Nhưng chẳng cần phải là kẻ thâm trầm sâu sắc gì cho lắm. Tôi cũng bắt gặp được những thoáng chốc bần thần trên gương mặt anh. Càng cận ngày anh lên tàu vào Nam, những thoáng chốc như thế tôi càng bắt gặp nhiều hơn. Dù có tài thánh, cũng không ai trên đời này có thể hoàn toàn giấu tiệt được thực chất tâm trạng mình, nhất là tâm trạng do dự, nỗi phân vân, sự ngần ngại. Đến khi chỉ còn một ngày nữa là khởi hành, thì ông anh rể tôi bỗng nhiên thay đổi. Anh công khai trở nên đâm chiêu, anh ưu tư ra mặt, anh dối bời vì âu lo cho tình trạng sức khỏe của chị tôi rồi bất ngờ tuyên bố là anh không thể ra đi hoàn cảnh gia đình lúc này đang rất cần anh nhất là chị hằng vì vậy anh cần phải ở lại anh xin cha tôi nói với cấp trên thôi không điều động anh nữa mặc dù không hài lòng với sự rút lui quá cấp kỳ của anh quân nhưng cha tôi công nhận sự rút lui ấy là hợp tình hợp lý và việc gì chứ việc giữ anh ở lại ngoài này thì trong tầm tay ông ông thu xếp được ngay chị tôi vui mừng hoan hỉ dỡ bỏ tư trang của anh ra khỏi vali còn tôi thì được nhiệm vụ ra ga đá lại cho anh cái vé tàu thống nhất cầm tấm vé trên tay tôi chợt hiểu mấy bữa trước cứ lấy làm lạ là vì sao anh quân phải chịu khổ sở thế không chịu đi máy bay hôm sau trước giờ đoàn tàu nam chuyến chiều tối chuyển bánh tôi lẩn ra ga để được nhìn thấy thảo tôi tuyệt đối không mảy may hồ nghi gì điều đó Chiều xuân mưa phùn, nhưng trong mưa vẫn rõ bức lùa hun hút. Trên sân ke xám xịt, ướt át lạnh lẽo, đông nghịt hành khách và người đưa tiễn. Giữa đông người như vậy mà tôi tìm ngay được Thảo. Trông thấy Thảo ngay là nhờ cái nhìn không lẫn vào đâu được của những anh đàn ông. Những cái nhìn mà tôi đã quá quen. Những cái nhìn của sự không thể nhịn được mỗi khi người ta nhắc thấy Thảo. Còi tàu đã rút lên, Thảo vẫn dưới ke trong mưa vali trên ghế đá vẫn còn vài hành khách tới trễ tay sách nách mang hộc tốc đi mau qua cửa kiểm soát vội vội vàng vàng chạy qua màn mưa đã bắt đầu nặng hạt chen lên toa Thảo nhìn họ nhìn về phía cửa phòng chờ nhìn những người đưa tiễn đang giạt ra đứng tránh mưa dưới hiên chị nhìn cả vào tối nữa tuy nhiên là một cái nhìn trống không, nhìn mà không thấy gì cả Tiếng còi tàu một hồi nữa cất lên thúc bách. Một nhân viên hỏa ra đến bên Thảo. Anh ta xách vali của chị lên, đi tới cửa toa giường nằm. Thảo lặng lặng theo sau. Cả hai người vừa vào trong toa, thì cả đoàn tàu giật mạnh một cái, dùng mình chuyển bánh. vừa nghe chuyện ngắn bội phản của nhà văn bảo ninh sau đây biên tập viên văn nghệ có đôi lời bình luận về chuyện ngắn này hầu hết các nhân vật trong bội phản đều có câu chuyện phản bội hoặc bị phản bội của riêng mình quân người anh rể của nhân vật tôi phản bội cả vợ lẫn người tình thảo phản bội tất cả chỉ để bị quân phản bội người chị gái đau khổ của nhân vật tôi và cả người anh tên minh học từ nga về họ bị ruồng bỏ vì thương sai duyên và mến chẳng nhằm người và trên hết là sự bội phản của nhân vật tôi khi đã im lặng với cách kể chuyện rất kiệm lời hoặc nói như phó giáo sư tiến sĩ hạ lộ một người nghiên cứu tác phẩm của bảo ninh nhà văn đã sử dụng nghệ thuật tạo khoảng trống khiến cho câu chuyện của mỗi nhân vật tưởng như đã bày ra trước mắt mà lại không thể nào tóm tắt được rõ ràng trong những mối tình tay ba tay tư lẫn lộn mà hầu hết đều là người nhà nhân vật tôi với thảo mỗi chi tiết đều được tác giả cài cắm một cách chắc chắn từ chiếc xe mi pha của chị hằng cái áo cánh nửa hàng cúc không cài hay cánh cửa liếp nhà thảo nhưng đồng thời cũng chừa ra một khoảng trống mênh mông cho sự tưởng tượng suy đoán Dĩ nhiên, khi mọi điều đều tranh vanh giữa không thể và có thể, thì sự bội phản lại là điều có thực. Thực như sự im lặng của nhân vật tôi năm 17 tuổi, thực như tiếng cào tay vào cánh cửa liếp giữa đêm khuya, và cũng thực như cái nhìn trống không của Thảo giữa sân ga. Phải chăng, thế giới tâm hồn mỗi con người là những điều bí ẩn khó lường, thách thức sự khám phá của mỗi chúng ta? <laughs> các bạn thân mến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện. Xin dừng ở đây. Thân ái, chào các bạn.